Giải đấu WCS này như một câu chuyện về Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy. Bạch Tuyết là Flash, còn lại là bảy chú lùn. Eli nhận mình là Bạch Tuyết à? Để mình mang tao đập lên chơi Eli nha. Có lẽ Genza đang vui mừng vì meta xạ thủ trở lại. Thì nếu bạn ấy có đủ tự tin để pick xạ thủ vào đánh với mình thì mình sẽ dạy cho bạn ấy thế nào là đi đường dọc. Meta đã thay đổi rồi các bạn à, để mình dạy cho các bạn biết thế nào là xạ thủ đường dưới. Ở tuần thi đấu trước, Dark đã thảm hại khi đi cùng đường với mình. Taco ơi, bạn là người tiếp theo ấy. Như trận đấu vừa rồi mình thấy sao từng gọi đồng đội với game gia đình. Hy vọng đợt này bạn không như vậy nữa. Hãy đánh với mình như người đàn ông đi nào. Ở trận đấu tới thì Severus như một món điểm tâm nhẹ nhàng cho team Flash để cho tụi mình tiến đến chung kết tổng. Mình thấy Flash đang hơi tự tin thái quá. Để mình cho Flash một gáo nước vô mặt cho tỉnh nha. Mình không hiểu sao mọi người lại đánh giá cao Mét. Trong mắt mình thì Mét chỉ là một kẻ thua cuộc thôi. Jisoo không cần biết mình là ai đâu. Vì mình sẽ tàn phá rừng nhà các bạn và đánh tới nhà chính của các bạn và cho các bạn nếm mùi thất bại. Đối thủ tiếp theo của mình là Mét à. Mình nghĩ ở Việt Nam không có ai xứng đáng là đối thủ của mình hết. Đối thủ của mình đang đợi mình ở nước ngoài. Có lẽ ở vòng bảng Flash là ông chùm, nhưng vào playoff là sân chơi của Severus rồi. Cá nhân mình thì mình rất là thích lối đánh của Severus bởi vì nó mang tính giải trí rất là cao, giúp cho đội mình có những giờ giải trí sau những buổi luyện tập căng thẳng. Cảm ơn Severus nhiều nha. Các bạn gọi mình là những chú hề phải không? Thì vậy tận hưởng niềm vui đi. Bởi vì xuống danh thua các bạn chỉ còn nước mắt và nỗi buồn thôi. Trong các diễn viên hề của Severus thì mình ấn tượng nhất là Fly. Bởi vì khi xem anh ấy thi đấu thì rất là tấu hài. Và đối đầu với Fly lần này thì mình thấy cảm giác giống như là một món quà vậy. Bởi vì rất là dễ dàng để team mình lấy được một tấm vé vào trận chung kết. Đi đường với MT rất là dễ. Thiệt ra ra ngon cua còn khó hơn đi đường với MT nữa. Thầy cô giáo của WCS và học trò tiếp theo chính là BMM. Cô rốt tấm nhận làm thầy à? Khi thầy viết bảng mạng thầy cứ rơi rơi. Với phong độ hiện tại của team mình thì mình xin chúc mừng CVGS đã tiến tới trận chung kết nhánh hồ. Cảm ơn nghe lời chúc mừng của cô rốt nhá. Bọn mình sẽ bước vào chung kết, còn đánh thua mời các bạn. Giờ là lúc hạ cái tôi xuống, nâng cái cúp lên.